Trở lại chương trình giờ dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý khán giả và ông Nguyễn Xuân Nghĩa, qua những giờ dẻo như vậy chúng ta có một cái cơ hội nhìn lại mới thấy một điều rất rõ ràng là có một cái sự ngộ nhận không phải là cùng một số ít người đâu, mà một số rất đông người. Họ nghĩ là với một cái quan niệm tương đối phóng khoáng một chút bây giờ của Đảng Dân Chủ, phải không? Lúc nào cũng bảo là dựa theo cái thành phần nghèo khó của dân chúng vân vân, thì họ nghĩ rằng trong một nội chiến của nước Mỹ đúng ra cái phe Dân Chủ là cái phe miền Bắc nhưng mà phe miền Nam. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng sai, bởi vì phe Cộng Hòa mới là phe miền Bắc, nó có nhiều cái đảo, nó có nhiều cái đảo điên lắm. Và bản thân tôi viết trên tờ Việt Báo hay là trên tờ Người Việt đó, ngay trong cái tuần vừa rồi đó, là tôi có viết cái gọi là Hoa Kỳ nhìn từ bên ngoài đó, thì tôi nói đến cái khủng hoảng tại sao Đảng Cộng Hòa thất bại, và tôi đã nói ngay từ năm 2012, hiểu không? Trong khi nhiều người có nói là tôi thuộc Đảng Cộng Hòa, hoặc là lúc vừa rồi bên Việt Báo thì tôi có nói rằng là Hillary Clinton đó là sẽ làm tổng thống. Mà tại vì những cái sai lầm của ông Donald Trump thì tôi bị nhiều hán độc giả các thứ là nhục mạ tôi lung tung, nói là tôi là một cái kẻ trở cờ. Là chú chị bây giờ là tôi lại phất cờ, mà nếu mà họ chịu khó theo dõi những bài tôi đã viết trên cả Việt Báo lẫn Người Việt, và nhất là trên giờ giải ảo, thì thấy rõ ràng rằng là tôi có rất nhiều điều tôi không đồng ý với Đảng Dân Chủ là một, và cái thứ hai nữa là với chính bản thân một cái người mà tôi gọi là một bà già nói láo kinh niên đó, tức là Hillary Clinton. Nhưng mà mình nói rằng là nếu mà bây giờ Hillary Clinton thắng đó, thì cái đường lối đối ngoại nó ra làm sao, thì tôi phải phân tích giải thích ra rằng là bắt đầu biết bà từ năm 91, từ lúc mà ông chồng đó là ông thống đốc của Arkansas đi ra tranh cử tổng thống và thắng cử vào cuối năm 92 chẳng hạn, nó dần dần cho đến năm 2008 lúc mà bà ra tranh cử vân vân những cái đó, tức là mình rất là lạnh lùng theo dõi cả hai bên. Và tôi đã nói ngay từ 2012 và đến vừa rồi tôi cũng bảo rằng là Đảng Cộng Hòa thua, và thua là đáng, tại vì không nhìn thấy cái đó. Chúng ta mới trở lại cái đề tài của chúng ta là Đảng Dân Chủ có nhìn thấy cái sự thay đổi của xã hội và đi ra làm một cái cuộc cách mạng sớm hơn Đảng Cộng Hòa. Và vì vậy đó mà nó mới có cái hiện tượng gọi là trái chiều như là chúng ta thấy ngày hôm nay. Thì tôi vẫn xin phép dùng một cái chữ của bên Duy Dân. Lúc nãy ông bảo là cụ Vũ Tài Lục ấy, là cái người mà về gốc tích cách mạng, có lẽ là một đảng viên Duy Dân đó, thì những người Duy Dân hay nói một điều này là đón lấy cái tư tưởng của nhân loại. Như vậy thì không lẽ Đảng Dân Chủ họ sáng suốt, họ có những đầu óc chiến lược để họ thấy rằng cái trào lưu và cái khuynh hướng suy nghĩ của dân chúng Mỹ, cái tâm lý của dân chúng Mỹ nó là như thế cho nên họ đón đầu không? Có một phần là thế này này. Đảng Dân Chủ đó là chọn lựa xem rằng là thành phần quần chúng của mình ra làm sao. Trước đây là thành phần quần chúng đó là lao động, họ lo ưu tiên lo về cho kinh tế. Nhưng mà bây giờ đó thì họ nghĩ rằng là nếu mà có nhà nước trong tay đó thì cái ngân sách của nhà nước đó có thể giải quyết được những cái chuyện đó. Và cái đó họ gây ra những cái bội chi ngân sách và những cái khủng hoảng về kinh tế. Thì tôi bảo rằng là Hillary Clinton mà làm tổng thống đó thì nước Mỹ sắp sẽ vất vả về kinh tế, là một cái đề tài khác. Và nói ra thì nhiều người sẽ lại còn cứ đòi tranh luận với tôi, thì tôi cũng lại hơi sốt ruột. Cái chuyện quan trọng thứ nhì nữa đó là tại vì một cái tầng lớp trẻ có học mới, họ có cái tinh thần phóng khoáng hơn, thì giữa cái thành phần gọi là bảo thủ, bảo vệ kỷ cương đó, xã hội, gia đình ở kia, Đảng Cộng Hòa là nắm lấy cái đó. Và có cái vế thứ nhì nữa đó là giảm thuế để kích thích sản xuất, tức là hai cái vế quan trọng nhất của họ. Phần đó là bên phía Cộng Hòa. Thì Đảng Dân Chủ đó thì là nhắm bằng trường khác, tức là làm thế nào mà nắm lấy được chính quyền và gia tăng chi, thí dụ như vậy đó, và tăng thuế. Và đồng thời đó là khai thác cái tinh thần phóng khoáng của xã hội lúc đó, tức là quyền phá thai, quyền hôn nhân đồng tính một lu, và nhất là kể cả việc chống đối những cái việc mà gọi là phải cầu kinh trong trường học chẳng hạn đó. Tức là họ đi ra ngoài tè và thấy rằng là thế giới nó đang thay đổi như vậy ở nhiều nơi chứ không phải riêng tại Hoa Kỳ, thì họ đi theo cái chiều hướng đó. Cái nó nguy hiểm và cái nó kinh khủng nó là như thế này, và chúng ta đang chứng kiến trong cái cuộc tranh cử vừa qua là Đảng Dân Chủ đó buông luôn một thành phần quần chúng từ thời Roosevelt sang đến thời Johnson sang đến những ông tổng thống gần đây, chính là quần chúng lao động. Ông mới dùng chữ bỏ rơi. Tức là nhờ bây giờ chúng ta vừa mới nhìn thấy rằng là bà Hillary Clinton đã nói đến một cái rổ trong đó có một thành phần gọi là deplorable, thành phần đáng tiếc. Có thể mình phải nói rằng trong ý của bà là thành phần đáng khinh, đó là những người, một đó là những cái người sùng tín sùng đạo bảo thủ về đạo đức, thứ hai những cái người thất học
nghèo đói, nghèo khổ thất học. Thì cái đó, đó, đó là họ nghĩ rằng là họ có được cái thành phần trí thức, văn nghệ sĩ, những người hướng dẫn dư luận, kể cả truyền thông báo chí. Và họ cũng nắm trong tay đó, đó là dân da đen. Ông nói họ đây tức là? Họ tức là Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ. Nắm trong tay dân da đen và đang chinh phục cái thiểu số. Thành ra họ cho rằng là những thành phần như vậy đó, đó là đủ để họ có thể có được đa số. Thì cái đó, đó là cái điều nó xuất phát từ một cái chuyện này bên Đảng Dân Chủ. Tức là họ mở ra, họ đặt ra được một cái vấn đề then chốt trong chính trị đó, là một cái cuộc chiến về văn hóa giữa hai khái niệm xã hội khác nhau. Một đằng đó, đó là bảo thủ, thủ cựu, kỷ cương gia đình, chúa rồi vân vân. Cấm phá thai, cấm hôn nhân đồng tính. Cấm hôn nhân đồng tính bằng nhất là tôn trọng cái lá cờ. Nhưng mà ngược lại họ lại cho xài súng một cái thoải mái. Thì không, tức là họ cái quyền có súng đó, đó là cái mà họ đã có ngay từ nguyên thủy rồi. Và cái đó, đó là một trong những sáng kiến Đảng Cộng Hòa lúc đó, từ thời ông Tổng thống Ulysses Grant. Đặng để giúp cho người da đen có súng tự vệ khỏi bị cái bọn Ku Klux Klan nó treo cổ hay là nó thiêu sống. Thế thì bây giờ họ vẫn coi cái đó là cái chuyện chính. Thành ra cái tu chính án số 2 đó họ vẫn bảo vệ cái chuyện đó. Thế mà ngược lại đó, đó thì bên Dân Chủ thì thấy rằng là cái đó, đó, đó tức là một cái đám mỹ ruộng. Một cái đám bảo thủ, cuồng tín. Thế nhưng mà ở giữa nó có một cái chuyện hiện tượng nó như này là từ mấy chục năm nay đó, cái thành phần trung lưu của nước Mỹ nó thấy cuộc sống của họ không cải thiện. Xã hội nó sơ cứng, tức là thế hệ này ở cái tầng lớp này, thí dụ như là một cái nhóm ngũ phân. Có thể rằng là sau khi vài phút gọi là thông tin thương mại chúng ta sẽ trở lại cái chuyện nó khá rắc rối. Thưa quý vị, sau đây là ít phút thông tin thương mại.